Đây. Nhẫn kim cương. Kim cương luôn hả? Kim cương luôn á. Ghê vậy. Chào buổi sáng tất cả mọi người nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở đây là ở Cần Thơ. Thì những cái tập vừa rồi cũng có mình thấy là có rất nhiều bạn có bình luận ở dưới trên YouTube. Cũng có hỏi là người bạn đồng hành của mình đâu rồi và sao mấy tập này không thấy đi cùng mình, rồi là chán hay là bỏ cuộc rồi hay không hay sao ấy. Đấy, thì hôm nay mình xin nói là đây, mình đang đi trên đường để đi đón bạn ấy đây. Thì cái quãng thời gian vừa rồi, gần 3 tuần vừa rồi đó, là bạn ấy cũng ở nhà có giải quyết vài công việc cá nhân. Đấy, thì hôm nay hai bọn mình sẽ gặp lại nhau. Cái đặc biệt hôm nay nữa là mình có một chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ đây mọi người. Đó, đây là một chiếc nhẫn kim cương. Mình cũng có chuẩn bị gần 4 tháng nay rồi. Thì tí nữa khi mà đón bạn ấy xong thì mình sẽ dẫn bạn ấy đi chơi chợ nổi Cái Răng ở thành phố Cần Thơ. Rồi trong lúc đi chơi đấy mình sẽ tặng bạn ấy chiếc nhẫn kim cương này. Đấy. Thì không biết liệu phản ứng của bạn ấy như thế nào. Bây giờ mình mời mọi người cùng đi tiếp với mình. Ok, đi thôi. Chào chủ. Rồi, đây. Người bạn đồng hành của mình đây rồi mọi người. Đấy. Bọn mình sẽ đi một cái thuyền này là 300.000 mọi người ạ. Thì thuyền chỉ có 2 đứa thôi. Hello mọi người. Mình đã quay lại rồi. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu tiếp tục hành trình với lại anh Giáp. Đi từ đây về Mũi Cà Mau. Thì mình cố gắng đi chơi qua ngày qua tháng. Hiện tại là mình đang ở Chợ Nổi Cần Thơ. Chợ Nổi, đây là gọi là Chợ Nổi Cái Răng. Chợ Nổi Cái Răng thì đây là một trong một cái chợ nổi mà lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long ấy mọi người. Đấy. Hiện tại là mình đang đi lòng vòng ở đây nè. Và biết sao mọi người, mình cực kỳ nghiền ăn bún riêu. Mình biết là ở đây á, là có rất là nhiều đồ ăn sáng rất là ngon á. Ví dụ bún riêu nè, hủ tiếu nè, rồi mấy cái đồ như là trái cây miệt vườn đồ này nọ. Nhưng mà khi mà nhắc tới mấy cái món đó thì mình đang đói bụng cuồn cào luôn á. Mình thích đi ăn bây giờ, muốn đi ăn bây giờ. Đi ăn bún riêu nhờ. Bún riêu đi nhá. Có chiếc ga bán bánh mì kìa. Thấy. Đây, người ta đi bán bánh mì ở đây nè. Chú, một ngày chú đi được nhiều khách không? Chán rồi, chú chạy có một chuyến rồi chú mới về nghỉ. Còn mà chú bảy chú nhận khách không? Vâng. Chú sao ngày thường khoảng có chừng cỡ khoảng có nửa tháng nào còn vắng khách. Hôm Tết cả tháng rồi thì rất là đông. Dạ. Nhưng mà khoảng có chừng nửa tháng này trở đây làm du lịch nó có hơi bùng phát trở lại. Dạ. Cho nên cái lượng khách còn đi chơi nhưng mà nó không có được nhiều. Có cái thứ bảy chủ nhật thì còn rất là đông. Dạ. Còn ngày thường thì sáng giờ cũng nói chung là nó cũng đỡ thôi chứ không có đông. Chợ mình thường ở đây người ta ra người ta bán là mấy giờ chú? Khoảng 5 giờ nhóm chợ, nhưng mà chợ thì nguyên ngày mới được. Chợ nguyên ngày luôn hả? Có náo nhiệt thì buổi sáng, chứ còn chợ thì nó nguyên ngày. Mấy cái bạn hàng nè, bạn hàng nhỏ này mua vô mấy cái kinh đó, mấy kinh gạch bạc. Nguyên ngày cho đó, lai gai nguyên ngày. Mà khách tham quan thì cái buổi sáng, nói chung là khoảng 5 giờ tới 8 giờ là giờ đó là giờ náo nhiệt nhất của cái thứ bảy chủ nhật. Còn bình thường thì ngày thường thì nó cũng vẫn có lai gai nhưng mà nó không có náo nhiệt bằng thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì giờ mình cứ đi một vòng xong tí về mua hoa quả hay sao không nhờ? Ok. Đây, đằng xa kia mình cũng thấy là đấy, người ta đi bán đồ hàng đấy mọi người. Rất nhiều luôn. Mấy cái này là coi nhà ta đậu đây là ngủ bán hết đi nữa. À chợ đậu ngủ đây luôn. À cái có... nhà thì ta đậu đây luôn, hết đi nữa.
À dạ. Đi bán chợ 2-3 ngày cũng chừng, 1 ngày 2 ngày cũng chừng, chị theo chợ. À có nghĩa là chiếc ghe này cứ vô đây người ta bán khi nào hết hàng người ta mới đi. Hết đi nữa đi lấy đồ chở về đây. À người ta lại đi chở hàng về đây bán tiếp. À dạ. Tức là người ta sống trên thuyền vậy luôn. Đây nè. Mấy cái thuyền đang kiểu người ta làm nhà bên này nè. Đó là mua bán ra ra về đồng viên ngày luôn đó. Còn đây cái bè đấy cái nhà ở. Người ta làm thường thuyền cố định mà dễ thương nhỉ, trồng hoa trồng cây ở trên trên thuyền luôn, cái gì rất là dễ thương. Tí nữa mọi người sẽ thấy có những cái chỗ mà người ta sẽ bán hàng gì, người ta sẽ treo những cái đồ người ta bán ở đấy đi. Gọi là bẻo à, bẹo 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 cái gì á, cái bẹo hay cái gì chú, ví dụ như mà người ta bán cái gì mà người ta treo trên cái cây người ta gọi là cái gì, cái bẹo. Bẹo đúng không? Bẹo, bán gì nó treo nấy đó, cái bẹo. À dạ. Nè, mấy chiếc thuyền này đi từ Bến Ninh Kiều. À. Thuyền đấy người ta đi theo ghép đoàn à, nhưng mà mình hai đứa là tìm cái thuyền nó riêng tí cho nó thoải mái nhỉ. Nhỏ nhỏ thôi, nhỏ thôi mà, tại vì thường thường mà đi ghép đoàn là cái thuyền nó chở đông người lắm. Ừ. Với lại là mình đi mình phụ thuộc thời gian của người ta với lại địa điểm của người ta nữa, nên tốt nhất là mình tự thuê á, mình tự đi riêng nó phải tự túc hơn, thoải mái thời gian hơn, không bị phụ thuộc. Này bên này đây hình như là cũng là cái thuyền cố định anh nhỉ? Mấy cái thuyền người ta cố định người ta ở đây luôn sao? Mình thấy cô cũng đang nấu cơm này mọi người, ở trên cũng trồng hoa này. Ôi, ví dụ như mà nấu cơm vậy đó có nghĩa là trên thuyền có điện đúng không? Acquy, người ta dùng acquy được à? Người ta dùng acquy với cả năng lượng mặt trời á. Cà phê không chú? Có cà phê không? Dạ con mua ly cà phê chú. Một ly cà phê. Này mình có bảo chú làm ly cà phê. Mình có gì đây ạ? Sữa nha. Cha một bún riêu. Mà nhiều riêu chị, ít bún thôi. Chị làm đặc biệt hay bình thường? Dạ bình thường á. Hai bún riêu đi hả? Hai bún riêu. Bình thường á. Đây, anh có cái thuyền ấn tượng phết nhở? Toàn màu hồng. Anh bán ở đây lâu chưa? Lâu. Có thể anh nói gì Colomen gì đó. Đợi đây nữa. À dạ. Không thể cái thuyền của anh nhìn cũng ấn tượng đấy nhỉ. Nhìn đi xa cái là đã đúng lúc này. Nhìn thấy liền luôn. Màu hồng ấy mọi người. Dạ, cảm ơn chú. Để lát nữa ông mua nhá. Cái gì? 6 kg 100 ngàn. 6 kg 100 ngàn á? 6 kg là tại vì một cái xoài nó hơn 1 kg rồi. Cảm ơn anh. Ui, mọi người, đấy, đây là tô bún riêu ở chợ nổi Cái Răng đây mọi người. Bình thường anh nhận bán ở đây là tầm mấy giờ đến mấy giờ anh? 4 giờ rưỡi mình ra. 4 giờ rưỡi mình ra tầm khoảng 8 giờ ngoài, 9 giờ mình ra. Một cây bình thường anh bán được tầm bao nhiêu tô vậy? Đây chứ, chục tô, trăm tô. Bán ngày trăm tô luôn hả? Một tô bao nhiêu tiền đó? Chị à, anh một tô bao nhiêu tiền ạ? Tô 40 ạ. À, 100 tô là 4 triệu. 4 triệu. Đấy là ngày ít đấy. Đủ để đây không đổ nha. Vâng. Dạ. Gửi tiền luôn không chú? Mình gửi chú tiền cà phê. Đúng rồi. Đá ơi. Ta mượn trẻ ra giùm ta.
được. Lấy tiền chạy qua, anh qua liền chứ ơi. Ờ, rất là dễ thương, chiếc thuyền màu hồng bán bún riêu. Đó, đó là bên này nè mọi người nè, bán cà phê trên thuyền này, trái cây trên thuyền. Ồ, tính rất là đặc trưng của sông nước miền Tây thì sao á. Chú ơi. Rất là dễ thương. Ờ, trả tiền mới đó luôn, 25 ngàn quá chứ. À, đưa tiền bún riêu. Anh em gửi anh tiền luôn. Lấy tiền anh luôn chú á, 25 ngàn quá. Nhiều lý là 25 ngàn luôn. Ờ, dễ thương. Bán rẻ hơn không? Cái đó 10.000 ký. Chú lấy dùng con quả mà hồng 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 á. Cái quả nào ngọt 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 á. Nó mấy ký rồi? Ờ, đừng mở quả đó. Có xong lấy cái xoài này cho ngọt này. À thôi, hai quả đó thôi. Rồi lấy thêm hai quả này. Ăn xoài này cho nó ngọt. Có ký 8 mà. Dạ, lấy ký 8. Với lại hai quả này. Bỏ cân hai quả này đi chứ, đúng không? Ờ, may quá ở nhà mình có muối tôm á. Ờ. Thôi vậy. Không mua được chừng này xoài. Rất là rẻ luôn á mọi người. Bao tiền chỗ này? 70.000. 70.000 rồi á? Ờ. Thôi chừng này xoài nếu như mà mua ở thành phố ví dụ ở ngoài kia là chắc cũng tầm 200.000 rồi. Con gửi cô nhé, con cảm ơn cô. À, miền Tây mà miền Tây kiểu hoa quả nhiều, hoa quả còn nhiệt vườn các thứ là thoải mái luôn. Ngon quá. Nói nhìn ra không là chảy nước miếng rồi mọi người. Chào anh chị nhá. Dạ buôn bán đắt hàng nhá. Mình về mấy cái vùng ở miền Nam, ví dụ Bạc Liêu hoặc là Sóc Trăng hoặc là ở mấy cái nơi khác á, thì cũng ăn bún riêu nhiều, nhưng mà ở đó người ta thì như bỏ đường quá tay thì sao, kiểu hơi nó ngọt ngọt, về khẩu vị của người ta ăn ngọt á, mà bún riêu ở đây thì rất là ngon, thích. Like it. Ở miền Tây kiểu đặc trưng nữa là ăn cũng là ngọt. Bán hàng ở chợ nào thì nó mua ở đây chợ đó. Nhìn kìa, rất là chuyên nghiệp luôn á, trời ơi, đôi quả dứa mà nhìn bóc nhẹ nhàng cho. Bóc lên xe cực kỳ nhẹ nhàng luôn á. Mỗi người một tay một chân hả? Ờ. Thôi nhưng mấy chiếc này là đồ à, đồ ở chợ bán hàng đi mua đồ á. Dạ. Ít chứ thì ra ngoài đi ra ngoài, xe đâu có chạy vô đâu nhiều quá, nghe nó chạy vô. Dạ. Chú con hỏi là nhưng mà thường ở chợ nổi này thì những cái đồ mặt hàng gì là bán là nhiều nhất hả chú? Nói chung là chợ này nông sản thì nó bán đủ thứ hết trơn. Không có mặt hàng nào bán nhiều được, bán đủ thứ mặt hàng đủ thứ hết trơn, tùy theo bằng hàng nó lại muốn mua cái gì thì mua. Cũng tùy theo mùa nữa. Ừ. Lúa gạo hoa quả tất cả mọi thứ là đều nói chung là cái gì đó nó cũng có mùa. Vâng. Nói chung là nó quanh năm nó có mùa. Vâng. Quanh. Cái mùa nước nổi ở miền Tây là tháng mấy chú nhỉ? Tháng 9. Tháng Tây á nghe, tính ngày Tây á nghe. Vâng. Khoảng tháng 9 Tây. 9 tháng 10. Tùy theo, không phải năm nào nước nó cũng cao nghe, nó tùy theo năm. Nó tùy theo năm nước nó cao, nhầm năm nó cũng bình thường chứ nó không có cao. Nhầm năm nước nó ngập lộ luôn. Vâng. Chứ cái lộ như mấy cái lộ cao vậy nó ngập lộ luôn. Thường đến những cái ngày mùa nước nổi đấy thì là ở chợ nổi này là thường bình là đông. Bình thường tại nước lên nước xuống mà. Đây nước bình thường thôi. Đều có cái tháng mưa thì hơi ít hơn. Vâng. Tháng mưa ghe nó hơi ít hơn, vậy với đồ đạc nó cũng hơi ít hơn cái mùa nắng. Như năm nay dự án mấy ông làm kè kiểu này mà xem ông làm tàu lon gì chứ nữa, cái 1-2 năm nữa là mấy ông làm xong thì chắc nước nó hết ngập. Vâng. Nhưng mà cái chợ nổi này thì không biết như thế nào, nếu làm kè rồi không biết cái chợ nổi gì hoạt động như thế nào. Thường ở chợ nổi này xung quanh đây có nhiều nhà người ta sống kiểu ngay trên này không chú?
Ừ, sống cũng ở trên đó, nhà sống ở dưới cặp mé nhiều, mấy ngày là ta thấy cái nhà ở luôn. Vâng. À, câu điện nhìn bờ xuống. Vâng. À, trong ghe ta cũng đủ chuẩn bị. Vâng. Thế rồi giờ chú cháu mình lại tiếp tục đi đây chú nhỉ. Bây giờ mình lại đi ra đâu tiếp hả chú nhỉ? Vậy mình đảo vòng lên cầu. Vâng. Ở Đà Nẵng này nó cũng giống như ra như đây vậy đó. Vâng. Đi. Mình lại đi lang thang ở chợ nổi tiếp đi. Đây đây, mọi người thấy chưa? Đấy, cái này là ai mà người ta mà bán cái gì người ta sẽ treo hết lên trên này là đấy. Giờ mình đang thử lang thang một chút để xem là có cái quả gì hay là những cái món đồ gì ăn thêm để tí mua về nè. Miền Tây sông nước đi đâu cũng thấy kiểu người ta dùng thuyền bè nhiều ấy. Củ đậu, củ đậu. Bên này mấy cô là bán đi bán rau này mọi người. Đây, bánh rau, bán bánh mì. Sinh hoạt trên nước á kìa. Nhìn nó cái gì người ta cũng thải ra đây á. Rác người ta cũng đổ xuống đây. Có những cái loại rác thải mà người ta có thể mà nói như thế nào ta. Có những cái loại rác thải nó có thể tự phân hủy được. Thì người ta bỏ xuống đây thì chả sao hết, nhưng mà nó nhìn lại về cái về mặt thẩm mỹ á, nó cũng không có ổn. Còn những cái loại rác mà ví dụ như là bao bịch ni lông á, hoặc là túi ni lông, hoặc là những cái chai nhựa nổi lình bình trên sông á, thì nhìn nó cũng không có thẩm mỹ lắm. Tại vì là một kiểu là thứ nhất là bảo vệ cái môi trường xung quanh này, cái thứ hai nữa là về du khách mà người ta đi quanh đây nè, người ta nhìn nó cũng có thẩm mỹ. Nhìn mấy cái nhà ở dưới toàn là rác thải không à, đúng không? Mấy cái nhà nổi với lại mấy cái nhà ở trên sát bờ sông á, toàn là rác không à. Hồi trước á, mình có tham gia những cái chương trình bảo vệ môi trường này nè, là chuyên đi lượm rác, tập kết lại đi lượm rác ở mấy cái ở vùng bờ sông á, đúng không? Nhưng mà ở đây á, tại vì chợ mà mọi người, nên ngày nào nó cũng có, ngày nào cũng có rác thải, không thể mà gom hết được. Một ký bao nhiêu vậy anh? Anh bán thế nào anh? Bán trái. Bán trái à? Một trái 15 ngàn. Ở trên này anh nhiều lắm mọi người. Mấy trái vậy? Hai trái, ba trái. Anh nhờ lấy em hai trái với. Hai trái vàng nhá. Hai trái chín này vậy? Hơi chín anh. Rồi đây mọi người, mình có đi mua thêm hai, thế là hôm nay sao là đi đi ra chợ nổi Cái Răng là mình mua được chỗ này là mình vừa nói là mấy ký sợ ấy ra, 5 ký 100 ngàn đúng không? 6 ký 100 ngàn cái đó hơn 5 ký, nhưng mà nó 70 ngàn tại vì hai loại xoài. Đây hai gọi là ở đây gọi là khóm mà. Thì ở ngoài Bắc gọi là dứa đúng không? Trong Nam gọi là khóm mới thơm đúng không? Ok. Em, anh bảo hôm nay là lên trên này chợ nổi Cái Răng này nè. Nói chung là chơi chơi một phần, nhưng mà hôm nay anh muốn tặng em một món quà. Gì ạ? Thì nói chung là trước khi tặng thì anh muốn nói là thì cũng vì là bọn mình cũng không biết nói sao, hơi hồi hộp một chút, mà anh muốn tặng em một món quà thì sau này thì gọi là chuôn chân em luôn. Thế là iPhone 13 à? Có tò mò đây món quà gì không? Thì cũng lâu rồi bọn mình không gặp nhau đó. Lâu rồi không gặp nhau mà tặng quà hả? Hơi kỳ kỳ. Có tặng quà gì? Từ đợi một lát. Đấy.
Tặng quà gì? Anh tặng em. What? Ừ, cái gì đó. Là sao? Tặng hai chiếc luôn hả? Thích chiếc nào lấy chiếc đây. Tặng hai chiếc luôn hả? Ừ. Thích chiếc nào lấy chiếc đó hả? Ủa mà sao phải tặng vậy? Ừ thì chôn chân. Chôn chân luôn á. Nó có tên luôn mọi người. Trời ơi, khác tên luôn. À, thì món quà này thì... anh cũng chuẩn bị tầm vậy gần 4 tháng nay rồi. Thì bọn mình cũng tầm hơn tháng nữa là sang nước ngoài đi rồi đúng không? Thì anh muốn tặng em cái này gọi là đấy chôn chân luôn, chôn chân luôn. Là sao? Ý là đang cầu hôn hả? Ừ. Cầu hôn kỳ cục vậy. Cầu hôn thì quỳ xuống chứ. Quỳ xuống á? Ờ. Chỗ này làm gì có đất bằng đâu mà quỳ. À, phải quỳ xuống rồi nói một cách kiểu là tình cảm hơn, kiểu là ừ em đồng ý hay là cái gì đó, tự nhiên nữa là em muốn tặng này tặng là sao ta? Không mà kiểu thế không quen á. Thô lỗ à quên. Kiểu nó bột chột mà nó quen rồi là nó không kiểu thấy thấy cái kiểu gì á. Không mà đẹp quá. Ủa sao ủa sao cái này ở đây cái này em thử ướm đi. Tại vì anh cũng bữa trước là anh cũng áng kiểu gọi là căn tay em ấy. Không biết liệu có vừa tay em không. Ô thì ướm cái gì tự đeo đi. Ờ đây. À đây, để cho mọi người xem này. Đó. Nè, tự đeo đi. Đây, để từ. Cẩn thận lông mày nó lọt cái nhỉ. Đây. Nhẫn kim cương. Kim cương luôn hả? Kim cương luôn á. Ghê vậy. Nè. Ghê vậy. Bên này là kim cương này, còn chính hộp chính là kim cương này. Ồ ghê vậy. Hiện tại là bây giờ đây. Mày căn đi chợ nổi cái răng. Sao thôi... nhìn mặt không bất ngờ gì vậy? Kiểu kiểu như thế nào ta? Bị hoảng đó mọi người, bị sợ mọi người, tự nhiên nói chôn chân cái bị sợ. Không ạ, mà đẹp quá. Thích không? Thế là chôn chân luôn hả? Chôn chân luôn á. Nó đủ tiền để nuôi không? Đủ. Đủ tiền để nuôi không? Đây, nhẫn cặp này. Trong này có đây ghi khắc là T và G, à T lớp G này, à T and G hả? T lớp G. Em để tay em đúng đúng cầu anh cả. Ủa em đâu cầu hôn anh đâu? Không, tại vì một tay anh đang cầm camera. Nhìn nó hơi nhỏ, à vừa rồi. Ờ, cũng vừa tay em mà nhờ, chuẩn. Vâng. Có vừa không? Vâng. Hơi chặt. Có chặt không? Ờ, hơi chặt. Nhưng mà nó vẫn ok, đẹp. Hôm nay đi chợ nổi cái răng là phụng không? Này, anh cần mấy tháng nay để... Như vậy? Có gì không? Ôi, chị cha rớt xuống sông. Một viên kim cương bị rớt xuống sông. Chọn mẫu là cái này anh tự thiết kế đó, à, nhờ người ta thiết kế đó. Ghê vậy? Mà đẹp vậy? Đáng không? Vô duyên. Không có đắt không? Họ có đắt không? Ui chiếc cao nó bị rớt xuống sâu rồi. Không mà giả sử ví dụ như chiếc nhẫn của mà rớt xuống sâu rồi, có nhảy xuống không? Đeo tay thôi. Không, ví dụ như mà cũng bị lỡ rớt xuống sông thì anh có nhảy xuống để tìm không? Hỏi khó quá à, anh giúp bố cái mới anh dục luôn đúng không? Thì làm sao được, cái sông biết sông này nó sâu bao nhiêu hả? Bao nhiêu? Sông này sâu lắm. Thì cũng ít ra mới thể hiện cái sự nhiệt tình của mình, với lại là gì, đây là một thứ quan trọng, phải nhảy xuống tìm đồ này nọ, xong nhảy xuống lặn vài phút đi lên rồi nó tìm ra thôi. Đây cái thứ quan trọng đây này, đấy. Đây nè, đấy. Thôi thì anh bảo không biết nói sao nhỉ. Chả biết nói gì nữa. Nói sao ạ? Em đồng ý nhé. Ừ, em đồng ý. Ngay vậy sợ.
về đi hả? Đi về. Nhưng mà sao ta? À, coi như là mình vừa mới chốt đơn xong mọi người. Chốt đơn thành công. À không, anh Giáp vừa mới chốt đơn xong. Anh Giáp vừa mới chốt đơn xong rồi, bây giờ chốt đơn thành công rồi, bây giờ anh Giáp nghĩa là thôi đi về, đi xong việc rồi. Thì đúng rồi, tại mình cũng không phải là khéo ăn nói cho lắm ấy. Mình cũng không có kiểu lãng mạn cho lắm. Nhưng mà ví dụ trong phim, xem trong phim người ta thường tỏ tình với nhau, cầu hôn nhau, người ta thường khóc lóc, hay bọn mình cũng thường khóc lóc cái nhỉ? Xúc động quá. Không phải người khóc là em phải khóc. Em cảm thấy bất ngờ quá trời ơi, em hạnh phúc quá, em khóc. À, ghê quá, nhìn thấy ghê quá. Không phải, hai đứa là tính của hai đứa cực kỳ khác luôn mọi người. Như thế nào ta? Hai đứa mình cực kỳ thẳng tính, cũng kiểu là cũng vui tính nữa, nên cái việc mà kiểu để mà lãng mạn hoặc là làm một cái gì đó nó nổi trội á thì kiểu rất là không. Mà đối với nhá thì càng không nữa mọi người. Ôi, chào tạm biệt mọi người nhá. Okay. Chào tạm biệt mọi người nhá. Mọi người chúc mọi người sức khỏe. Bye bye.